Cách đây vài ngày, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport của Tây Ban Nha, Lionel Messi đã bóng gió chỉ trích tân huấn luyện viên trưởng ông Quique Setién chẳng thể giúp câu lạc bộ xây dựng lối chơi đủ tầm để vô địch Champions League. Cụ thể, huyền thoại người Argentina cho biết: "Tôi không bao giờ nghi ngờ vào đội hình câu lạc bộ đang sở hữu. Tôi cảm thấy may mắn khi được chơi bóng hàng năm ở Champions League. Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi mà nói, thì vô địch giải đấu này là nhiệm vụ bất khả thi nếu như toàn đội vẫn cứ chơi bóng như cách đã từng làm." Ngay sau đó, Quique Setién đã lên tiếng đáp trả: "Tôi chỉ có thể đảm bảo rằng đội bóng của mình sẽ chơi tốt, đó là con đường tốt nhất để chiến thắng. Barca đã rời xa lý tưởng ban đầu của câu lạc bộ đề ra." Cũng theo tờ Sport, chiến lược gia 61 tuổi đang lên kế hoạch học theo bậc tiền bối Johan Cruyff để xây dựng cho Barca lối đá kiểm soát bóng, chống phản công tốt, có tính cơ động cao. Tuy nhiên, sau 4 tháng, Setién vẫn chưa thể làm được điều gì nhiều với triết lý bóng mà ông theo đuổi. Thời điểm hiện tại, đội chủ sân Camp Nou đã bị loại cúp nhà vua Tây Ban Nha. Chính vì vậy, Messi và các đồng đội chỉ còn biết đặt mục tiêu giành cú đúp danh hiệu cao quý là La Liga và Champions League. Trong bối cảnh Bundesliga vừa trở lại thi đấu vào tối qua, thì La Liga và Serie A cũng đang rục rịch được cho phép ngày trở lại. Cụ thể, Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte vừa chính thức cho phép các câu lạc bộ nước này tập luyện theo nhóm đông bắt đầu từ ngày mai. Bên cạnh đó, chính phủ Italia đưa ra yêu cầu rằng nếu đội bóng nào có cầu thủ dương tính với Covid-19 thì toàn đội sẽ phải cách ly 15 ngày. Hiện yêu cầu này vẫn đang bị các câu lạc bộ và hiệp hội các cầu thủ Italia phản đối. Ngoài ra, theo truyền thông Tây Ban Nha, từ tuần sau, các câu lạc bộ bóng đá ở đây sẽ được phép tập luyện theo từng nhóm 14 cầu thủ. Cũng trong diễn biến đó, ban tổ chức Premier League và các câu lạc bộ vẫn đang thảo luận kế hoạch thi đấu trở lại, dự kiến trong khoảng giữa tháng sau. Mới đây, cựu danh thủ Ryan Giggs đã dành những lời lẽ tốt đẹp cho tiền đạo Robbie Matondo khi biết rằng Jesus đang thuộc Manchester 04 đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ Man United. Cụ thể, Giggs nói: "Tôi hơi bất ngờ khi cậu ta quyết định gia nhập Schalke, nhưng Matondo là một tài năng đầy hứa hẹn. Nếu cậu ta thành công bằng một nửa của Jadon Sancho, tôi sẽ rất vui. Cậu ta đã chơi hay cho Wales trong trận gặp Armani vào tháng 11 năm 2018. Tôi nghĩ rằng Matondo đang làm khá tốt và United không nên bỏ qua cầu thủ này." Được biết, Robbie Matondo sinh năm 2000 và cao 1m75, cầu thủ chơi cánh này trưởng thành từ lò đào tạo của Cardiff. Năm 2016, Matondo chuyển sang học viện của Man City. Thời điểm hiện tại, cầu thủ chơi cánh này đã gia nhập Schalke với giá 11 triệu bảng, cùng với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi. Đáng chú ý, một số nguồn tin thân cận tại Old Trafford cho rằng Man United nhắm tới Matondo nếu như không thể sở hữu được chi ký của Jadon Sancho. Theo truyền thông Anh, mặc dù rất hứng thú với việc khoác lên mình màu áo trắng Real Madrid, nhưng cầu thủ đắt giá nhất hiện nay, Kylian Mbappe, đã không chọn được cách gây áp lực lên PSG để được ra đi như dự tính. Theo đó, sau mai người Pháp sẽ phải đợi đến mùa hè 2021, khi đó mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng và anh sẽ có cơ hội đầu quân cho đội chủ sân Bernabeu. Được biết, hợp đồng hiện tại giữa Mbappe và PSG sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Như vậy, đến mùa hè sang năm, PSG bắt buộc phải thực hiện vụ chuyển nhượng nếu không muốn mặt trắng. Còn nếu Mbappe muốn ra đi ngay trong mùa hè này, anh phải nhận được sự đồng ý từ đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử. Thời điểm hiện tại, tiền đạo sinh năm 98 đã ra sân 120 trận và có được 90 bàn cho PSG trên mọi đấu trường. Anh là nhà vô địch World Cup khi chưa bước sang tuổi 20. Đáng chú ý, theo định giá của Transfer Market, Mbappe là cầu thủ đắt giá nhất hiện nay với 180 triệu euro. Vừa qua, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Jürgen Gede khẳng định ông hiện vẫn đang bỏ ngỏ tương lai sau khi hết hạn hợp đồng với VFF vào cuối tháng 6. Được biết, ở trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel vào ngày hôm qua, ông đã xuất hiện trên sân hàng đẩy và đã có nhiều trao đổi với giám đốc điều hành câu lạc bộ Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn. Theo đó, một số nguồn tin thân cận khẳng định chuyên gia người Đức sẽ đến làm việc tại câu lạc bộ Phú Thọ sau khi kết thúc công việc của mình tại VFF. Tuy nhiên, Jürgen Gede cho biết ông chỉ trao đổi về vấn đề bóng đá với ông Quốc Tuấn, chứ không hề nhận được lời mời nào về việc đảm nhận chiếc ghế giám đốc kỹ thuật. Nguồn tin từ câu lạc bộ Hà Nội cũng cho biết đôi bên vẫn chưa tiến hành đàm phán, mọi sự tiếp xúc chỉ dừng lại ở mức xã giao. Ông Gede có mặt tại sân hàng đẩy với tư cách là người của VFF khi hai bên vẫn chưa kết thúc hợp đồng.